shop mới về thêm một ít đồ MD để phục vụ anh em. Đây phục trước MD 110 FI hàng zin lên xe cực đẹp. 3,1 triệu một cặp phục trước MD 110 FI. Bi đông MD hàng zin theo xe toàn bộ CG là cực đẹp. Nói chung anh em đến xem trực tiếp tại cửa hàng, nếu mà bi đông xấu chỗ nào trừ tiền chỗ đó. Toàn bộ là sơn CG hết. Bi đông hiện tại đang có giá tại shop là 1,150 triệu một bộ full đầy đủ như hình. Còn đây là phục sau MD 110 FI. Giá là 1,1 triệu một cặp. Hàng toàn bộ là bao zin. Chưa phục hồi ti đẹp. Ti đẹp sáng bóng. Bao chưa phục hồi. Toàn bộ là hàng nguyên bản ở bên tháo xe kho bên Nhật về. Chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Anh em có nhu cầu liên hệ shop để mua hàng.